Bữa nay mình chia sẻ với mọi người cách hắn thích mở kho cá cực ngon luôn. Sắc mở cỡ lóng tay cho lên đảo. Vừa vàng thế này thì mình tắt bếp. Nếu mình sắc nhỏ quá nó teo lại thì đâu còn cái gì đâu, cứng ngắc hà. Rồi mình dùng cái nước mỡ đó để thắng nước màu. Để hành tím vô đảo cho vàng lên thì mình cho cá vô. Lật hai mặt cho nó thấm nước màu vô cá. Mở để kho cá là nó béo ngon lắm nha mọi người. Xong rồi cái mình nêm đường, bột ngọt, nước mắm rồi cho tiếp mỡ vô. Cho thêm một xíu nước lọc nữa rồi mình để lửa liu riu thôi. Đến khi nước cá sắc xuống rồi thì mình bỏ tiêu vô nữa là tắt bếp. Xong rồi dọn ra, cá kho kiểu này là phải ăn với chuối chín là hết bài luôn mọi người ơi. Tép mỡ thấm gia vị và giòn tan luôn. Phần thịt cá thì rất là thơm, mặn mặn ngọt ngọt, còn bốc khói luôn á mọi người. Cá rô kho tép mỡ trong nồi đất phải nói là combo cực xịn luôn á mọi người. Còn chấm với chuối chín nữa nó ngon hết sảy luôn. Mà cái món này nó bình dân lắm nghe mọi người, không có mắc đâu. Hai con cá 20k, 5k mỡ với 10k chuối à. Mọi người thấy sao về bữa ăn này của mình? Nếu mà mọi người chưa thử kho cá với tép mỡ thì hãy thử ngay đi nha. Đảm bảo là nồi cơm sẽ không còn chín hạt nào luôn. Dễ nấu, rẻ lại ngon, còn chần chừ gì nữa mà không thử nè.